Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cuốc cùng bà bếp nha. Hôm nay Nguyên Cuốc sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là độc đáo của xứ sở Phù Tang. Đó là món sashimi xào lông với xào lông được xử lý khéo léo ăn kèm với lá tía tô cùng với sushi rất là ngon các bạn nha. Nào chúng ta cùng bà bếp nha cả nhà ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ có 1 kg xào lông các bạn nha. Các bạn có thể ngâm với muối với ớt để cho nhả cái phần cát á, và sau đó sẽ nở cái mở cái phần vỏ đó, mình sẽ tách cái vỏ rất là nhanh các bạn nha. Và nếu không các bạn phải để ngâm đá khá là lâu, không các bạn có thể bỏ ớt á, mình sẽ làm cho nó gọi là tê liệt thần kinh các bạn. Mình sẽ tách cái vỏ dễ hơn nha. Mình sẽ lấy vài con ra để mình xử lý đó, rồi sẽ chỉ các bạn cách làm cái món xà lông này nha. Ok, thì xà lông mình sẽ cho vào một cái tô có đá sẵn trong đó các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho đá cho xà lông nó sẽ lạnh các bạn, gọi là nó sẽ bị tê liệt á. Mình sẽ xử lý nó, mình sẽ mổ cái phần tách cái phần vỏ ra. Sau đó mình sẽ mổ cái phần nội tạng nó ra, máu ra, mình chỉ giữ cái phần mà cái thân nó các bạn, cái phần mà thịt của nó thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tách cái vỏ ra các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, rất đơn giản, tại vì mình đã ngâm muối với ớt các bạn nên nó tê liệt luôn rồi các bạn không. Đó, và rất tươi sống luôn nha. Còn bạn nào mà không có ngâm ớt á, thì sẽ ngâm đá để cho nó chết lâm sàng, mình xử lý cũng được nha. Đó, làm thế nào cũng được. Rồi bây giờ mình dùng dao mình cắt bỏ phần tách phần vỏ ra. Rồi mình sẽ cắt chẻ đôi các bạn nha. Mình sẽ bỏ phần nội tạng, phần máu đi. Ok, và sau khi mình đã xử lý xong đó, mình sẽ được 6-7 con xà lông này mình đã rửa sơ các bạn nha. Rửa sơ sạch sẽ đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dùng dao các bạn, mình sẽ lạng, mình sẽ cắt ở cái phần giữa của phần xà lông các bạn. Đó. Đó, nhẹ nhàng thôi nha, để giữ được cái tách đôi các bạn nha. Đó, mình cho đứt làm đôi. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng dao mình mở cái phần đen đen các bạn thấy không, đỏ đỏ đó. Đó. Bỏ ra những phần máu, mình chỉ giữ cái phần thân thịt của con xà lông này thôi. Đó. Đây mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn xem nha. Đó, các bạn dùng dao á, mình cắt cái phần đỏ đi, bỏ phần đó đi, và dùng dao mình khẩy là mình nhẹ nhẹ mình bỏ cái phần màu đỏ đi, đó. Làm sao bỏ hết cái phần đó nha các bạn nha, phần nội tạng của nó, đó. Sau đó mình sẽ rửa sạch với muối, bóp sạch với muối các bạn nha, đó. Nên mình diệt khuẩn luôn đó các bạn. Thì xà lông này các bạn nên chọn những con càng to thì ăn sẽ càng ngon nha. À, lúc mình lên á, ăn cũng đẹp hơn nữa. Đỡ thò xà lông to các bạn, bự á. Ok, và đây là số xà lông mình đã xử lý xong các bạn ha. Mình sẽ cầm đá cho nó dai giòn nha. Mình cũng đã bóp muối, mình đã xử lý rồi các bạn thấy không. Giờ mình cầm đá khi mình ăn. Ok, tiếp theo mình sẽ lấy cái phần xà lông ra, mình dùng dao các bạn, mình khứa từng vết giống như mình khứa mực các bạn thấy không. Đó, để khi mình ăn á, sẽ ngắm cái wasabi, ngắm cái gia vị các bạn nha. Không, ăn sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó. Các bạn khứa nhẹ nha. Đó, mặn quá. Ok, và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một tô đá nhỏ để mình trang trí, mình chuẩn bị thành thức nha. Mình sẽ cho đá lên. Mình sẽ cho thêm một vài lát cải trắng các bạn. Đó. Bỏng cái sợi đó, dưa leo rồi đó các bạn đi co lên trên nha. Rồi sau đó mình sẽ cho những vỏ sò mình đã rửa sạch sẽ các bạn, mình đã chải tẩy tẩy rồi đó, mình sẽ để lên trên. Mình sẽ trang trí một lá tía tô, rồi sau đó mình sẽ cho sò lông đã cắt xử lý xong rồi các bạn, sạch sẽ mình đưa lên trên cùng với một rắc hành lá các bạn. Đó là mình đã chuẩn bị xong phần sashimi rồi các bạn nha, rất là ngon luôn đó.
Rồi, cả nhà nhìn xem đẹp không, mình đã cho từng miếng sà lông giòn giòn, ngon, ngọt, nước ha. Đó, mình sẽ cho kèm lên một chút hành lá lên trên. Đó, lát mình sẽ chấm ăn với wasabi, tương cùng với chút gừng chua. Đó, rất là ngon cả nhà nha. Tiếp theo mình sẽ làm luôn hết thành sushi luôn cả nhà nha, ăn cho nó đầy đủ bộ nè. Sushi sà lông. Sushi thì giống như cái bài trước mình hướng dẫn á, các bạn có coi là bài cũ của mình nha, thì đó mình sẽ dùng gạo Nhật á, mình sẽ bóp thành nắm. Trong cái phần gạo Nhật thì mình đã pha chút giấm ở Nhật rồi đó, mình sẽ nắn lại, mình sẽ cho cái phần wasabi lên, mình sẽ cho cái phần sợi lên trên là xong đó, các bạn nha, rất đơn giản thôi. Rồi chúng ta cũng bị thưởng thức nha. Wow, nhìn có ngon không cả nhà ơi? Wow. Từng miếng sò lông dai dai sực sực đó. Ăn kèm với nước chấm wasabi mù tạt và gừng chua thì quá tuyệt vời cả nhà nha. Chứ kể mình đã có làm thêm phần sushi nữa đó. Nên bạn nào muốn có thêm tinh bột thì ăn thêm sushi nha. Ăn cũng rất ngon luôn cả nhà ơi. Rồi, ở đây khó nhất cái phần các bạn phải xử lý khéo léo để bỏ hết những phần dơ, những phần nội tạng của sò lông đi đó, và sau đó mình sẽ vệ sinh sạch sẽ sò lông, rửa sạch qua muối và ngâm đá cho nó giòn các bạn nha. Chúng ta đã có một món sashimi sò lông tuyệt vời luôn các bạn ơi đó. Rồi còn chơi gì mà không vào bếp liền nè. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha, nó độc đáo nha cả nhà ơi. Hẹn gặp cả nhà ở clip sau. Bye bye.